Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 67. Bà giả e, đừng làm cho nữa, ngồi xuống đi. Đau quá. Tôi sẽ không nói lần thứ hai. Anh ta nói lạnh lùng. Người lính nhún vai, đặt cốc xuống và ngồi cạnh Bách xa ơn cô gái này cũng là người phương Đông, có phải các người cùng một đất nước không? Hi Chu ra cầm, cảm thấy đau nhói, lén liếc sang đối diện. Thế mà lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Làm sao tôi biết được? Ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào người khác như muốn xuyên thủng tận tâm can. Hi Chu cảm thấy nước mắt sắp rơi, chỉ biết cắn chặt môi, giữ lại sự vô tội. Cô ấy vốn có rất nhiều điều muốn nói với anh, như thể có vô vàn lời muốn thốt ra đang chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, ngay lúc mọi thứ trước mắt cô trở nên mở đi. Cái gọi là đàm phán á, mặc kệ đi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hàn đầy giận dữ. Bét xa ơn khó chịu vung tay vỗ tóc, mặt mày nhăn nhó vì tức giận. Anh thở dài, ngước nhìn trần nhà rồi lầm bẩm với chút bực bội. Hỏi hắn giờ đến đâu rồi? Hi chu mặt tái đi, dù không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng cô biết đó là một tín hiệu. Hi Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, truyền lời cho chủ tịch. Đôi mắt của vị lão già đột một mở to, nhìn chằm chằm vào cô. Bùm, tiếng súng vang lên giữa chủ tịch và Hi Chu. Á, à, Hi Chu hoảng hốt ôm chặt lấy đầu. Mũi súng trước mặt đang tỏa ra khói mỏng, được Pa Gia E bắn ra như một cảnh cáo. Đừng chỉ mải mê nhìn nhau. Mùi thuốc súng làm cay mắt. Hi Chu sợ đến mức không dám thở ra. Lúc này, Bexa ơn lại ngước nhìn Trần nhà, nghiến răng mắng, chửi rồi đột một đập đầu Pa già e xuống. Ư ư, bùm bùm những tiếng đập nặng nề như tiếng dưa hấu vỡ ra. Pa giả e nghiến răng phản kháng. Chủ tịch nhận thấy tình hình bất ổn, nhặt khẩu súng rơi dưới đất và bắn vào vai anh ta. Bexa ơn kéo Hi Chu chạy ra ngoài. Anh ta đẩy cô vào trong xe jeep chết tiệt, bắt lấy hắn, kẻ phản bội chết tiệt đó bắt lấy hắn. Tiếng gầm thét điên cuồng vang lên từ trong kho. Ngay khi nghe lệnh này, những người canh gác lập tức hung hãn đuổi theo. Bét xa ơn nghiến răng chuyển cần số sang số tay. Chiếc xe jeep quân dụng phát ra tiếng ống xả nặng nề và mạnh mẽ, lao nhanh về phía đồng hoang vô tận. Hứ, con đường gồ ghề khiến cơ thể Hi Chu liên tục va đập vào trong xe. Đôi môi căng thẳng của cô không thể ngừng phát ra tiếng rên gì. Gương mặt bét xa ơn như quái vật, vặn vẹo vì giận dữ. Hồng Hy Chu, rốt cuộc em là người như thế nào? Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta là sự kìm nén cơn giận sắp bùng phát. Em điên rồi à? Cảm xúc bị kìm nén lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ, cầm anh ta run rẩy dữ rồi. Em rốt cuộc vì sao lại có mặt ở đây? Giọng anh ta giận dữ và nghiêm khắc. Tuy nhiên, Hichu chỉ ngây ra nhìn anh ta. Chính là anh ta, thật sự là anh ta. Dù trong tình huống này, mắt cô vẫn đỏ hoe. Anh tưởng NS nhìn thấy ảo giác. Đột nhiên, bàn tay vươn ra nắm lấy má, cổ và tay cô. "Chết tiệt, đúng là em." Anh ta lẩm bẩm nguyên rủa. Cảm xúc mà Bexa ơn kiềm nén lâu nay dường như đã đạt đến giới hạn, gương mặt anh đầy đau đớn kìm nén, nhưng không phải là giận dữ mà là sự đau buồn sâu sắc đang được kiểm soát chính là anh đã gọi điện trước hi chu nghẹn ngào nói anh ta chỉ siết chặt tay trên vô lăng anh đã làm ầm lên là chết sao bây giờ lại xuất hiện ở đây giọng cô tràn đầy oán hận vậy sao anh còn gọi điện cho em anh thực sự đã gọi điện đúng không hi chu chất vấn anh ta nhưng anh không trả lời cũng không phủ nhận đó chính là câu trả lời của Beck xa ơn mũi hi chu cay xè ánh mắt trở nên giận dữ nếu em thật sự tái hôn thì sao anh định gọi điện cho em đến khi nào nữa chiếc xe đột ngột rẽ ngoặt cơ thể hi chu lại một lần nữa đập mạnh vào vật cứng trong xe sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên những lời hong hi chu nói thật là vớ vẩn em đã nói gì cơ tái hôn anh chưa bao giờ yêu cầu em tái hôn Ánh mắt lạnh lùng của anh ta trực tiếp đâm thẳng vào cô. Em định gặp người đàn ông khác à? Hong Hi Chu sao lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như thế? Nhìn phía trước. Em nghĩ anh già chết để cho em tái hôn à? Nhìn phía trước đi. Hi Chu đập mạnh vào bảng điều khiển và hét lên. Dù có biến mất, anh cũng muốn chết với danh nghĩa là chồng của Hong Hi Chu. Đừng có nói chết nữa. Hi Chu hét lên với sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng anh ta lại nhếch lên. Những lời Hong Hi Chu nói thật sự khiến tay anh đau. Cứ tiếp tục nói đi, màng nhĩ của anh sắp nổ tung rồi. Hi Chu không chút kiêng rẻ lớn tiếng trước mặt bét xa ơn, điều này khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Bùm, 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 đạn bắn vào xe. Ưm, Hi Chu sợ hãi, nắm chặt tay cầm cửa xe. Lính nổi loạn đuổi theo, bắn súng từ ngoài cửa sổ, hai chiếc xe jeep hung hãn lao theo. Ngồi ở ghế sau, vị chủ tịch vỗ vai Hi Chu và ra hiệu bằng tay. Chỉ cần trì hoãn thời gian, quân đội chính phủ của chúng ta sẽ đến kịp. Hi Chu lo lắng truyền đạt lại câu nói này. Chỉ cần trì hoãn thời gian, quân đội chính phủ sẽ đến. Lão già sống hay chết không quan trọng, chỉ cần cô không sao là được. Dù lời nói của ông ta lạnh lùng tàn nhẫn, Hi Chu vẫn tức giận đáp lại rốt cuộc anh đang làm gì ở đây cái mà anh giỏi nhất hai chiếc xe cố gắng ép sát từ hai bên bách xa ơn tăng tốc hi chu ngơ ngác hỏi lái xe anh ta cười khẽ một tiếng không là làm mưu đồ nắm lấy điểm yếu bên này bán cho bên kia đó là sở trường của anh cửa sổ sau của xe bị bắn vỡ anh ta lại rẽ gấp lần này đầu cô đập vào cửa xe khi anh ở đây một thời gian anh và một số phóng viên quốc tế đã thành lập một công ty vỏ bọc. Dù là quân nổi loạn hay quân đội chính phủ, bọn anh đều thu thập thông tin và thực hiện giao dịch. Anh ta thua bảo đổi số. Trước đây, video tra tấn anh quay lại đã giúp vị chủ tịch này được thả từ trại tù binh. Tài ông ấy có lẽ cũng bị thương từ lúc đó. Mắt Hi Chu trợn lên kinh ngạc. Video tra tấn, câu chuyện này cô đã nghe từ lâu. Khi đó, Bét xa ơn mới ngoài 20 tuổi đã nổi danh nhờ việc này. Cô lén lút nhìn chủ tịch và bét xa ơn, quan sát qua lại. Nhưng Hong Hy Chu luôn phá hoại kế hoạch của tôi. Câu nói này như một cú đấm mạnh vào trái tim cô. Cô cắn chặt môi dưới. Em có biết vì em, kế hoạch của anh đã thay đổi bao nhiêu lần không? Trước mặt em, kế hoạch không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần em can thiệp, mọi thứ đều dối tung lên anh ta cáo kỉnh nói. Những chiếc xe cách vài trăm mét lại tiến gần hơn. Xe Jeep lao đến với tốc độ kinh ngạc, nòng súng dài nhô ra từ cửa xe. Bùm, bùm, bùm. Những cú va chạm liên tiếp khiến thân xe rung lắc mạnh mẽ. Một cảm giác lo lắng mơ hồ khiến cô không thể bình tĩnh. Anh à, em bảo anh tìm em mà. Ngay lập tức, chiếc xe mất lái, lắc lư một chút rồi lại ổn định trở lại. Hi Chu nắm lấy vạt áo trước ngực, cố gắng giữ thăng bằng. Anh luôn làm em bối rối, giả vờ như có tình cảm với em. Tại sao lại làm vậy? Em đã thích anh từ trước, nhưng lại không thể thù ghét anh hết lòng, cũng không thể bỏ anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Mặc dù giọng cô ấy mang đầy sự trách móc và cầu xin, nhưng cô đã không còn quan tâm nữa. Suốt hai tháng qua, cô đã quen với cái cổ họng khô khan, Giờ đây là cảm giác ẩm ướt mà cô chưa từng có. Anh luôn nói như thể anh quan tâm đến em vậy. Anh hiểu hết mọi mặt của em, ngay cả những thứ mà người khác chẳng bao giờ đoán ra được. Chúng ta còn đã hôn nhau nữa. Ngay cả việc đã lên giường với nhau cũng đã xảy ra rồi. Lúc này, Bexa Ơn hoàn toàn đứng im, không động đậy chút nào. Phản ứng của anh làm Hi Chu cảm thấy càng thêm tủi thân, ngực cô như đau nhói. Cô cảm thấy mình thật đáng thương, nhưng Hi Chu không dừng lại. Chính anh đã làm em tưởng rằng có thể tham lam hơn, anh là đồ xấu. Cổ anh đỏ bừng như đang tức giận, mơ u bàn tay cầm vô lăng nổi đầy gân xanh, trông rất đáng sợ. Em là cô gái điên đuổi đến A gần đấy, liệu có bị một chuyện nhỏ như vậy làm sợ sao? Nếu anh vẫn lạnh nhạt như trước, em đã bỏ cuộc lâu rồi nhưng tại sao lại làm em dao động như vậy? lời nói có sức mạnh rất lớn khi cô thổ lộ hết những cảm xúc thật sâu trong lòng cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng cảm giác như mình đang tiến về phía anh gần hơn một chút lại gần hơn nữa giờ em không còn nơi nào để đi em đã cắt đứt quan hệ với mẹ không muốn trở về ngôi nhà chỉ có một mình không bạn bè không bạn trai càng không có chồng vậy giờ em phải sống với ai đây chiếc xe lắc lư mạnh mẽ từ trái sang phải vậy nếu anh muốn chết lần này chúng ta cùng chết đi không biết từ đâu mùi lốp xe cháy xộc vào mũi đồng thời đạn như mưa rơi trúng vào thân xe giữa những viên đạn bay loạn xạ xa ơn mạnh mẽ đạp ga ghế ngồi lại rung lên dữ dội khi bị đạn bắn trúng quân đội chính phủ đã xuất hiện họ đang đuổi sát phía sau hi chu vui mừng thông báo tin này á à, chưa kịp dứt lời đạn đã xuyên qua bảng đồng hồ xé nát ghế ngồi ba người vội vã cúi người rẽ gấp chiếc xe đang đuổi theo rốt cuộc cũng bị bỏ lại phía sau tiếng súng liên tiếp vang lên suýt nữa làm rách màng nhĩ á à, ngay lúc đó một bên của chiếc xe bất ngờ lún xuống kèm theo một cảm giác nặng nề tiếng còi báo động trong xe vang lên ầm ĩ lốp xe nổ tung tốc độ xe giảm mạnh những phát súng không ngừng bắn ra cuối cùng lại làm nổ thêm một chiếc lốp, khiến chiếc xe mất lái và lắc lư mạnh mẽ. Hi Chu, Bách Sa ơn ngay lập tức tháo dây an toàn, quay lại ôm lấy cô. Chiếc xe mất lái đang lao thẳng xuống con dốc, hướng về bờ sông xanh mướt. Không kịp quay lái hay đạp phanh, người đàn ông bất lực ôm chặt lấy Hi Chu đang cứng đờ. Chiếc xe lao vào dòng nước với tốc độ kinh hoàng. Chương 68 Bùm! Cửa kính xe đã bị đạn bắn vỡ, ngay khi chạm vào mặt nước thì vỡ vụn ra từng mảnh. Bexa xa ơn ôm chặt Hi Chu, co người lại. Chỉ trong giây lát, nước nhanh chóng tràn ngập khoang xe. Ai nói anh sẽ chết? Bexa xa ơn nghiến răng gầm gừ thì thầm, gò má tái nhợt của anh ma sát thô giáp qua mặt cô. Nước sông lạnh buốt như đang tắt mạnh vào mặt họ, cuối cùng tất cả đều bị nhấn chìm thậm chí không thể hít được hơi thở cuối cùng nhiệt độ nước sông lạnh đến mức khiến trái tim gần như ngừng độc tiếng còi cảnh sát mơ hồ từ xa vang lên nhưng ý thức của họ ngày càng mờ nhạt tóc anh bay bay trước mắt khuôn mặt hoàn toàn chìm trong nước trông tái nhợt thế là sự im lặng tuyệt đối đã bao trùm người này sợ nước lúc đó một giọng nói vội vã vang lên người đàn ông này sợ nước sông xin anh tiếng nói vang lên trong đầu đột ngột đánh thức ý thức mơ màng mắt anh mở to trong miệng phun ra một chuỗi bọt khí vừa lúc đó chủ tịch đã ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ hi trùm nghiến chặt răng kéo anh ta ra ngoài khi anh đã mất ý thức người đàn ông vừa trải qua một cơn choáng váng từ từ mở mắt tuy nhiên anh như muốn thở hết tất cả không khí trong phổi ho dữ dội làm những giọt nước quý giá bật ra tứ chi cũng bắt đầu cứng lại đó là dấu hiệu của sự hoảng loạn hi chu vội vàng nắm lấy mặt anh sau đó cố tình dùng ngón út nhẹ nhàng gõ vào cằm mình không sao đâu cốc cốc không sao đâu cốc cốc hy vọng anh sẽ nghe thấy tiếng tôi người đàn ông đang rơi vào hoảng loạn liền nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng như thể đang trong giấc mơ hi chu ôm lấy cơ thể anh dùng chân đạp nước hãy hít thở đi chúng ta còn nhiều điều muốn nói hãy làm tất cả những gì có thể làm bằng miệng cuối cùng bờ nước bắt đầu mở ảo hiện lên hi chu không ngừng đạp nước tiến về phía ánh sáng phía sau là chiếc xe jeep dần chìm xuống nhưng đến cuối cùng sức lực của cô dần cạn kiệt không được ngay lúc cô dốc hết sức cảm giác có thứ gì đó chạm vào cằm mình bé xa ơn tỉnh lại dùng ngón út nhẹ nhàng gõ vào cằm cô a à, vào khoảnh khắc đó, Hi Chu cảm thấy một sự rung động không thể diễn tả. Cuối cùng, bây giờ, tôi đã bước vào cơn ác mộng của anh, tâm hồn của chúng ta đã hòa chung. Cánh tay mạnh mẽ kéo chặt eo cô, cùng lúc đó, đầu họ nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước. Hà ha, ha Hi Chu vội vàng há miệng, hít một hơi dài, khi không khí tràn vào, tiếng ồn ào ập đến. Ha, ha. Cô nhìn về phía đồi, quân đội đã đến, đang xử lý hiện trường. Bét xa ơn đỡ lấy hông Hi Chu, cuối cùng cũng bước ra khỏi dòng nước. Bét xa ơn, người ướt sũng, cúi xuống nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Cả hai thở hồn hển, ánh mắt không rời nhau. Bét xa ơn đã không còn nữa. Những giọt nước nặng trĩu từ tóc anh rơi xuống. Bét xa ơn thực sự, có nghĩa là thằng cháu đáng chết đã không còn nữa anh đã mang tên khốn đó đến đây. Lời chưa nói ẩn chứa bao điều, có thể hiểu được quyết tâm của anh khi dám mang tên tội phạm này đến đây, mặc dù đối mặt với mưa đạn. Vì vậy, anh chẳng là gì cả, không có cái tên hay gia tộc nào để tô vẽ. Anh được một ông chủ hồ câu nuôi lớn, vốn dĩ anh đã ghét con người. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh. Không có gì là được phép, không có bất kỳ tư cách nào đây mới là bản chất thật của tôi không còn là anh chàng thanh niên đẹp trai không còn là con trai duy nhất của một gia đình chính trị quyền thế không còn là phát ngôn viên của nhà xanh mà chỉ còn là một người đàn ông ướt sũng yêu từ cái nhìn đầu tiên hi chu dốc hết sức nhẹ nhàng đánh vào cánh tay anh em lúc đó em đã thấy anh khóc cô bất ngờ lau khô khóe mắt đang dần nóng lên so với việc sống sót Điều khiến cô vui hơn là còn có cơ hội bày tỏ tấm lòng với người đàn ông này. Từ lúc 9 tuổi, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. 20 năm rồi, trong suốt 20 năm đó, em chỉ nhìn anh. Người đàn ông đột nhiên run lên. Trong mắt em, anh không phải là cháu của thủ tướng, cũng không phải là con trai của nghị sĩ. Người em muốn gặp lại là anh, người đang lén khóc trong hẻm, là anh, người không chịu ăn uống, là anh người hay bị ác mộng người đó không phải là bác xa ơn anh không kìm được mà nhíu chặt đôi mày thực ra biểu cảm đó rất đáng sợ nhưng khi đã đi đến bước này cô chẳng còn gì phải sợ hãi nữa còn nữa chính anh đã gọi điện thoại sex với số 406 đầu anh bị nắm chặt người đàn ông cắn nhẹ vào môi dưới của cô như thể muốn nuốt lấy nó anh quay đầu lại hôn cô như thể muốn hút sạch linh hồn cô Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, quét qua khoang miệng cô một cách sâu sắc. Cảm giác này ngột ngạt hơn cả việc bị nhấn chìm trong nước. Đôi môi tách ra rồi lại áp vào nhau, rồi lại áp vào nhau, cơ thể dính chặt lấy nhau. Cơ thể ướt át cuồng nhiệt cọ sát vào nhau, những bộ đồ ướt sũng dính chặt vào người nhau. Anh! Hi Chu lợi dụng lúc môi vừa tách ra một chút để gào lên. Ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Khi còn nhỏ, em đã từng lục trong thùng rác để tìm đồ ăn vặt cái gì ồ còn nữa thực ra tiếng của em rất lớn đó là khuyết điểm của em cô đỏ mặt tránh ánh mắt anh vì vậy ý em là sao tôi lại khó diễn đạt thế này có lẽ vì trước kia tôi chỉ biết đe dọa người khác nên giờ tôi cảm thấy trò chuyện bình thường cũng khó nếu là vợ chồng thật sự để trở thành vợ chồng thật sự thì không thể giấu giếm điều gì thực ra chúng ta đã phải có cuộc nói chuyện như thế này từ lâu rồi kiểu như dù anh không biểu lộ cảm xúc nhưng hi chu kiên quyết nói hết những gì mình muốn nói từ bây giờ em muốn nói ra con người thật của mình dù dịch và truyền đạt rất tốt nhưng chúng ta nên chia sẻ suy nghĩ với nhau nhiều hơn chúng ta còn rất nhiều điều muốn nói anh không biết giữa chúng ta lại cần phải nói nhiều như vậy cái gì Hi Chu bị giọng điệu từ chối của anh làm hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng cô không dễ dàng từ bỏ. "Không, không, cuộc trò chuyện giữa vợ chồng rất quan trọng." "Anh yêu em." Giọng anh nghẹn lại, Hi Chu dừng lại. "Anh yêu em, Hong Hi Chu." Hoàng hôn từ từ lặn sau lưng, khuôn mặt anh trong ánh sáng ngược trông thật kỳ lạ. Không có nụ cười, thay vào đó là một biểu cảm như đang kìm nén điều gì đó. Dưới ánh chiều tà, nó như một vết thương. Hi Chu không thể rời mắt khỏi anh, mỗi giây phút đều quý giá vô cùng. Hóa ra, không cần phải nói thêm gì nữa. Cô hơi ngẩn ngơ nắm lấy anh, và anh cũng đáp lại, hôn cô một lần nữa. Lưỡi họ quấn lấy nhau, trao đổi hơi thở. Ưm, um, cả người cô đều run rẩy, anh nhẹ nhàng cười trong lúc hôn. Mặt trời lặn dần, đêm tối sắp buông xuống. Hai người ôm chặt lấy nhau. Như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Những nhịp thở hỗn loạn liên tục hòa vào nhau, va chạm rồi lại tách ra, lại va chạm. Gió thổi nhẹ, cơ thể họ hơi run lên, nhận ra điều này, xa ơn buông đôi môi cô ra. Thấy Hi Chu mặt tái nhợt, anh khẽ lắc đầu. Người đàn ông nắm tay Hi Chu, bắt đầu dẫn cô bước ra vùng đất rộng lớn. Bên cạnh, những người lính đang đỡ nghị trường lên xe quân sự. Không ai ngăn cản họ tự do di chuyển. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Cho đến khi trời sáng. Cái gì? Ánh mắt anh lướt qua cô một cách lạnh nhạt, dù chỉ như vậy, Hi Chu cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Anh nhíu mày, như thể đang tìm hiểu cô. Im còn không biết tên của anh. 675. Cái gì? Gọi tôi là 675? Đó là số được lấy để ở bên số 406. Hi Chu ngẩn người một lúc rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô khiến khóe môi người đàn ông cũng nhếch lên nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, từ xa vọng lại tiếng chuông điện thoại. Ánh mắt của họ gặp nhau. Em có mang điện thoại không? Có. Hôm nay tắt nó đi. Ôi, chỉ hôm nay thôi à? Hi Chu ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách ngơ ngác, anh không chớp mắt dù chỉ một lần. Anh cũng có điện thoại à? tất nhiên là có vậy từ giờ trở đi cứ tắt nó đi nhé em đã hoàn toàn chán ngấy điện thoại rồi hi chu dùng hai tay nâng mặt anh lên mỉm cười sau này chỉ dùng miệng để nói chuyện thôi cô nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi rời đi người đàn ông cúi đầu thì thầm vào tay hi chu một điều gì đó sau đó cảm giác ngọt ngào và ấm áp của nụ hôn truyền đến hi chu cảm thấy hơi thở của anh làm tay cô ngứa ngáy vai cô khẽ run lên rồi cười. Sau đó cô giơ tay lên, reo lên, 675 yêu số 406. Nói xong, cô bắt đầu chạy trong cánh đồng. Anh lại một lần nữa ôm Hi Chu vào lòng và hôn cô thật lâu. Cứ như vậy, những lời yêu thương giữa vợ chồng họ kéo dài suốt cả đêm. Đây là nụ hôn mà họ phải đi một đoạn đường dài mới chạm tới được. Ngoại chuyện 1. Ha. Đó là âm thanh lẫn giữa đau đớn và tiếng rên rỉ. Kể từ khi bước vào căn khách sạn cũ nát này, ký ức của Hong Hi Chu bắt đầu trở nên mờ mịt. Môi của anh ta không rời khỏi cô lấy một giây, và quần áo của cô bị xé bỏ trong một khoảnh khắc. Ha, u anh ta không chút do dự đưa Hong Hi Chu vào miệng mình. Ngón chân của cô dần co lại, tóc anh vuốt qua giữa hai chân cô, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Ha, trong đầu cô là một màu đỏ lúc rõ ràng lúc lại mơ hồ tinh thần cô trao đảo chỉ còn lại bản năng ư ừ, hong hi chu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ khi hơi thở của anh tràn vào như thủy triều cô không kìm được mà rơi lệ nhớ nhung cô vừa dùng mờ u bàn tay che mặt thì cổ tay đã bị anh kéo xuống hong hi chu nhìn anh ư ừ, anh ta hoàn toàn đè hong hi chu xuống dưới như một con thú khát nước tìm thấy nguồn nước anh ta vội vã tiến vào cô lông mày anh ta nhíu lại cơn khoái cảm dữ dội ập đến ư ừ, ha anh ta khiến tay hong hi chu quàng lên cổ mình đẩy nhanh tốc độ người đàn ông không biết mệt mỏi mà đâm vào cô ư ừ, mỗi khi anh ta động tác hông cô lại run lên không lâu sau anh ta túm lấy mặt cô hồn điên cuồng dù trong lúc hai lưỡi quấn lấy nhau khóe mắt anh vẫn nhíu lại, tấn công mạnh mẽ. Ha, ư, ha. Hai người dựa vào nhau, thở hồn hển. ngay cả trong giây phút mơ hồ, người đàn ông vẫn liếm môi dưới và khóe mắt cô. Sau đó, anh lại cắn vào môi cô, cơ thể họ va vào nhau. Khuôn mặt Hong Hi Chu dường như sắp bùng cháy, nhưng cô không thể thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh. Ánh nhìn xuyên thấu ấy, vừa tàn nhẫn lại vừa đầy tình cảm khiến lòng cô dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Trong khoảng thời gian anh vắng mặt, hoặc có thể nói là từ rất lâu trước đó, tâm hồn cô luôn trống rỗng. Nhưng giờ đây, trong cái giếng cạn khô của lòng cô, thứ gì đó ấm áp và sền sệt bắt đầu dâng lên. Trong khoảnh khắc này, hòa quyện cùng cơ thể anh, Hồng Hy Chu cuối cùng cảm thấy mình được lấp đầy. Cảm giác hạnh phúc nghẹt thở này là lần đầu tiên cô trải nghiệm trong đời ha u sự mạnh mẽ đột ngột khiến cô không thể thở được trước mắt cô tối lại hong hi chu giọng anh lẫn trong tiếng rên rỉ khan khan mà thô bạo anh cắn chặt răng cơ bắp căng cứng tấn công mạnh mẽ ngay cả khi họ lắc lư điên cuồng anh vẫn tiếp tục xoay lưỡi trong miệng cô phát ra tiếng giống thấp ư anh ư sao sao lạ quá ha hong hi chu ư vì sao mỗi lần lại xuất hiện trước mắt tôi như vậy hư mỗi khi đôi môi điên cuồng của anh cắn vào cơ thể cô nhịp đập trái tim cô lại đau đớn chân cô quấn chặt vào cánh tay anh run rẩy không ngừng tai cô ngập tràn những tiếng rên điên cuồng âm thanh cháy bỏng ấy tràn ngập căn phòng khách sạn cũ kỹ giường sắt trao đảo những đường cong cơ thể ánh lên trong không khí nóng quạt trần cũ kỹ xoay vần như tâm trạng cô hỗn loạn hong hi chu muốn khoảnh khắc như thú hoang này kết thúc hoặc có thể kéo dài mãi mãi ư ừ, cô khó khăn mở đôi mắt sưng húp đây là đâu hong hi chu đặt tay lên đầu từ từ ngồi dậy ánh sáng sáng sủa đã chiếu vào á à, đây là nơi trú ẩn chăn hơi trượt xuống kéo theo vòng eo của hong hi chu cô vội vã kéo chăn lên nhưng không nhanh bằng cánh tay nặng nề kia nó vuốt qua lưng cô dọc theo eo trần của cô. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua từng phân da thịt, khiến cô không khỏi nổi da gà. Thật điên rồ, nhiệt độ cơ thể nóng hổi khiến Hong Hi Chu lại một lần nữa chôn mặt vào gối. Cái đêm điên cuồng đó thật sự kéo dài đến sáng, thậm chí đến tận đêm sau cơn mê mệt cuồng nhiệt tối qua khiến cô gần như mất hết lý trí. Nhớ lại những tiếng rên liên tục tối qua, tai cô lại đỏ bừng chân họ quấn chặt vào nhau, cho đến khi nhìn thấy mặt trời mọc. Anh dùng tay nâng đầu gối cô, đến nay cơ bắp chân cô vẫn còn run rẩy. Giữa họ không cần lời nói, chỉ có hơi thở nóng bỏng và lưỡi quân lấy nhau. Khi ánh mắt giao nhau, nước mắt cô suýt bật ra, toàn thân đều bị khắc sâu dấu vết của tình yêu. Sau đó, chỉ cần da thịt lướt qua nhau, cô cảm thấy đau nhói, đôi chân không thể khép lại. Nghĩ đến đây, tay cô lại nóng bừng á ngủ ngon không anh mở mắt nhẹ nhàng cắn tai hong hi chu hỏi cô quay đầu nhìn anh tất cả những gì đã xảy ra tối qua giờ đã trở nên rõ ràng hơn ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô cơ thể vạm vỡ và cả vòng mông săn chắc ái chà thật là xấu hổ hong hi chu lại chôn mặt vào gối tay cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng như gió ngày hôm qua còn dính lấy tôi như vậy hôm nay lại im lặng rồi hong hi chu thật khiến tôi buồn lòng anh chống tay lên giường cúi đầu nhìn cô tuy nhiên khi hong hi chu nhìn thấy vết máu lốm đốm trên vai rộng của anh cô mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì à sau lưng cô thốt lên một tiếng kinh hãi tối qua anh đã dùng thân mình chặn cửa kính khi rơi xuống sông khiến lưng bị thương nặng cả hai người chẳng ai để ý xử lý, chỉ mãi loay hoay quấn lấy nhau. Hong Hi Chu mặt tái mét, ngay cả chăn mỏng rơi xuống cũng không để ý, vội vã kéo người đàn ông. Nhanh chóng xử lý vết thương trên lưng đi. Bét xa ơn bất đắc dĩ bị cô kéo đi, nhặt đồ trên sàn, giúp Hong Hi Chu khoác áo lên. Dù sao cũng không thể đi lại với thân hình trần trụi như thế. Chuyện gì? Anh siết chặt lấy vòng mông tròn của Hong Hi Chu, thở dài. Hơi thở nóng hổi của anh trượt xuống sau gáy cô, hiện giờ cảm giác quen thuộc ấm áp. Hong Hi Chu lập tức đẩy tay anh ra, vội vàng mở đèn phòng tắm. Bóng đèn lóe lên rồi tắt, cuối cùng phát ra ánh sáng đỏ như đèn mổ Để tôi giúp. Không cần đâu, anh ra ngoài đi. Anh đứng trước bồn rửa cũ kỹ, thành thạo nhặt những dụng cụ tùy tiện bỏ lại. Bách xa ơn dùng bật lửa hơ nóng kéo, rồi xé miếng bông cồn. Cuối cùng Hong Hi Chu không nhìn nổi nữa, sắn tay áo lên. Anh sao lại tự xử lý vết thương sau lưng mình vậy? Chỗ đó không nhìn thấy mà không chỉ là vết xước, còn có mảnh thủy tinh nữa. Cô ngoan cố đi vào phòng tắm, cầm nhíp và kẹp. Tay cầm kim loại lạnh khiến cô phải dùng mình. Bét xa ơn. Bét xa ơn thở dài bất lực, đứng yên trước bồn rửa, chỉ biết nhìn cô hong hi chu bắt đầu từ từ gỡ từng mảnh thủy tinh khỏi lưng anh mỗi khi tay cô chạm vào lưng anh cơ bắp của anh lại không tự chủ mà co giật so với cơn đau khi gỡ thủy tinh bé xa ơn lại càng quan tâm đến hơi thở của cô quét qua lưng mình đau không hong hi chu dừng lại hỏi chỉ đau khi hong hi chu ấn mạnh hong hi chu hiểu ý anh liền đổ dung dịch khử trùng lên vết thương đang dỉ máu ư ừ anh vội vàng cắn một điếu thuốc mỗi khi hong hi chu lấy mảnh thủy tinh ra anh lại cắn chặt điếu thuốc phát ra những tiếng rên khó chịu em phải đưa anh đi bệnh viện sau khi hong hi chu xử lý xong vết thương cô lau mồ hôi trên trán thấy miếng băng đỏ rơi xuống đất cô cảm thấy không khí bức bối lại khó thở hơn nhưng Bét xa ơn chỉ cắn chặt điếu thuốc không có phản ứng gì hong hi chu im lặng nhìn anh như một vị giáo viên trường, cô bất ngờ cướp điếu thuốc của anh, tự mình châm lên. Đó là một hành động khá bốc đồng. Anh làm gì vậy? Bét xa ơn ngớ người một chút, đưa tay định lấy lại điếu thuốc, nhưng bật lửa lại bén lên trước, khiến điếu thuốc bùng cháy. Đầu điếu thuốc đỏ rực bừng lên, trong nháy mắt, một bàn tay thô giáp giật điếu thuốc của cô, và do khí quản bị chặn, cô bắt đầu ho dữ rồi. Anh làm cái gì vậy? anh tức giận dập tắt đầu thuốc trên bức tường gạch vỡ. Sau đó anh thần kinh mở cửa sổ nhỏ chỉ vừa đủ đặt tay lên để thay đổi không khí bẩn trong phòng. Chỉ muốn thử vị thôi. Cái gì? Vì em luôn cắn thuốc, tôi cũng muốn thử. Từ giờ tôi cũng sẽ hút. Beck xa ơn cười khinh bỉ, nhưng nếp nhăn giữa hai chân mày lại giật mạnh lộ rõ sự tức giận. Anh cúi đầu ấn cổ tay mình xuống rồi bất ngờ nắm lấy khuôn mặt của Hong Hi Chu. Hong Hi Chu, giọng anh mang đầy vẻ uy hiếp, khiến người nghe phải run sợ, nhưng Hong Hi Chu vẫn thản nhiên nói, môi hơi mím lại như một con cá vàng. Hút thuốc nhiều sẽ làm chậm lại sự hoạt động của tinh trùng đó. Ngoại truyện 2. Em không nghĩ đến sức khỏe sao? Anh nắm lấy má cô, rồi thở dài, buông tay xuống. Được rồi, là lỗi của anh, anh sẽ bỏ thuốc. Bét xa ơn xoa mặt mình, trước đây còn nghiêm nghỉ, giờ giọng anh nhẹ nhàng. Anh đầu hàng mà không còn chút kiêu ngạo. Nhưng lần này là lần cuối. Anh đột ngột ôm Hong Hi Chu lên. Anh không cúi đầu, mà kéo cô lên ngang tầm mắt mình, hôn cô một cách mãnh liệt. Hơm, anh hút lấy hết vị đắng còn sót lại trong miệng cô. Anh bao bọc lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, mút nó một cách kiên quyết khiến Hong Hi Chu cảm thấy như mình đang được tẩy dừa. Dù chỉ đứng yên, mồ hôi cũng bắt đầu ướt đẫm. Cái quạt cũ kỹ đang kêu vang trong cái nóng bức này. Cô đang chia sẻ một nụ hôn đầy mùi thuốc lá ở nơi này, trong một không gian bần thỉu cũ kỹ với người đàn ông này. Nửa năm trước, không thể nào tưởng tượng được rằng mình lại có một tương lai như thế này. Ừ ừ ừ, anh càng kiên quyết hơn mình nghĩ, lưỡi anh sâu vào miệng cô, cơ thể cả hai đều cảm nhận được cái nóng từ nụ hôn ấy. Anh mở miệng, như thể muốn nuốt chừng cô, nhẹ nhàng nhấm nháp cô. Ngọn lửa ham muốn trong anh bùng cháy ngay lập tức, rằng anh chạm vào môi trên của cô, lưỡi ướt quấn lấy nhau, những vết nhô lên trên lưỡi cũng căng ra. Khoảng thời gian ngắn chia tay, khói thuốc cay nồng thoát ra từ giữa môi hai người. Anh nhíu mày, không hài lòng. Sau này đừng làm trò đùa kiểu này nữa thật sự không tốt cho phổi trẻ con đâu. Lại bị coi như đứa trẻ chưa trưởng thành. Hong Hi Chu tức giận đẩy vai anh. Cô cảm thấy mình đã dùng rất nhiều sức, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Em đã lớn rồi, sao anh lại nói như vậy? Bét xa ơn cười khẽ, xoa đầu cô một cách lộn xộn. Vì em rất quý giá, anh không nỡ. Anh ôm chặt Hong Hi Chu, chôn mặt vào cổ cô, như thể không muốn để lại một khe hở nào xin lỗi hi chu ừ anh chỉ quan tâm đến việc giữ em bên cạnh mà lại bỏ qua cảm xúc của em anh cứ nghĩ chỉ cần có em là đủ vì anh chỉ biết chiếm hữu và kiểm soát những thứ không thuộc về mình anh à nhưng bây giờ anh hối hận rồi những năm qua chỉ coi em như cá nuôi trong bể kính hong hi chu cảm thấy mũi mình cay cay nhưng vẫn im lặng anh chưa bao giờ nghĩ em cô đơn đến thế nào Đau khổ ra sao? Anh luôn nghĩ hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì. Chỉ cần sau giờ làm, anh được ngồi trong không gian yên tĩnh của em, anh đã cảm thấy thỏa mãn. Anh thích không gian trong nhà có mùi em, dấu vết em để lại trên ghế sofa. Vì có em, ngôi nhà mới trở nên yên tĩnh và thoải mái. Chỉ có về nhà, anh mới cảm thấy mệt mỏi của mình tan biến. Hong Hi Chu chỉ nhẹ nhàng chớp mắt mi mắt run rẩy. Vì vậy, anh đã nghĩ chúng ta sẽ sống như thế mãi mãi. Anh nhẹ nhàng chạm môi mình lên cổ cô, cái cổ trắng mịn của cô. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ số 406. Sau khi cái ảo tưởng đó vỡ vụn, tất cả những gì tràn vào lòng anh chỉ có em. Anh ngừng đầu lên, ánh mắt anh giao nhau với Hong Hi Chu. Em là hơi thở của anh, Hong Hi Chu. Ơ... Hong Hi Chu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng. Em là dòng nước nuốt chừng anh. Môi anh lại nhẹ nhàng chạm vào môi cô, ấn xuống một cách mềm mại, vuốt qua lớp màng nhầy mỏng manh của cô. Bét Sa ơn không thể quên được cái hồ câu cá bên bờ sông đã thay đổi số phận anh, nhưng đồng thời... Anh cũng khao khát được chìm đắm trong ngôn ngữ cơ thể của cô gái như giọt nước và cái bể cá nhỏ. Lẽ ra anh phải đưa tay ra như vậy, lẽ ra phải chạm vào và ôm em như thế này. Khi bức tường kiên cố biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông vụng về lần đầu nếm trải tình yêu. Tuy nhiên, khi từ bỏ tên tuổi và tài sản, người đàn ông trần trụi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hy vọng em sẽ đặt cho anh một cái tên mới. Hong Hi Chu ngẩn người vì yêu cầu bất ngờ này. Cô chỉ vào ngực mình, hỏi. Em em sao? còn ai vào đây nữa chẳng hạn như một người nổi tiếng chuyên đặt tên hoặc một bậc trưởng bối am hiểu hán tự anh không thích anh kiên quyết từ chối anh muốn là em vì anh muốn được tái sinh từ miệng của hong hi chu tim cô bất chợt lặng đi ánh mắt sâu thẳm của anh không rời khỏi hong hi chu sau đó cô ấy luôn ốm cô từng rơi xuống sông trải qua vô vàn tình huống cơ thể giờ đây đã mệt mỏi không chịu nổi cô cảm thấy đau nhức trong từng cơ bắp có những nơi đau đến mức không thể diễn tả thành lời một thời gian dài cô gần như không thể cử động cô chỉ rời giường khi ăn hoặc đi vệ sinh còn lại thời gian cô đều nằm trên giường tuy nhiên ở một đất nước xa lạ được người đàn ông tìm lại ôm chặt cũng không phải là điều tồi tệ dù khi sốt cao thở hổn hển cô vẫn thường mỉm cười thật là buồn cười dù anh luôn trách mắng cô ngay lập tức nhưng hong hi chu thích cảm giác anh như chăm sóc một đứa trẻ ôm cô trong lòng và lau mồ hôi trên trán cô anh à, từ khi nào anh bắt đầu thích em vậy hong hi chu thở dốc nhìn anh có lẽ vì đầu óc choáng váng cô vô tình buột miệng hỏi bác Sa ơn nở một nụ cười khổ sở kéo khóe miệng lên hong hi chu vẫn lắm lời như vậy thật là kỳ lạ tính cách của em đã thay đổi rồi sao em thì không thấy ngại hong hi chu nhún vai vậy nên em mới đe dọa anh còn chơi trò điện thoại tình dục với anh đấy cô nói ra câu đó với giọng mọt ngào khiến ánh mắt của người đàn ông trở nên sắc bén ngay lập tức loại người như em một khi bị đẩy vào bước đường cùng dù vụng về đến đâu cũng sẽ kiên trì đến cùng anh thật sự rất thích em hong hi chu cười dội mạnh chiếc mũi của mình vào ngực anh Bét xa ơn thở dài nhưng không có vẻ gì là khó chịu trái lại khuôn mặt anh đỏ lên vì cái quay mặt vội vàng mặc dù khi em mở miệng nói chuyện khiến anh rất vui nhưng em có thể nhẹ nhàng hơn một chút không cái gì mỗi câu em nói đều khiến máu trong người anh như sôi lên Hồng hi chu mở to mắt còn anh thì từ từ nâng một bên lông mày lên dưới kia cứng rồi à Em định làm gì đây? Bét xa ơn đã nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nóng bỏng của cô, lại áp lên cô lần nữa. Hồng Hy chu đỏ mặt đến tận cổ, vội vàng lấy tay quạt gió. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, giọng nói trở nên trầm thấp. Nhưng mà anh rõ ràng biết hết mọi chuyện, sao còn giả vờ như không biết? Cái gì? Anh nâng một bên lông mày, có vẻ thấy câu hỏi của cô thật kỳ lạ. Hồng Hi chu ừm, một tiếng, rồi nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Anh biết rõ số 406 là của em, sao còn giả vờ không biết. Em biết mà. Cô rên rỉ, dùng hai tay che mặt, đôi tay đỏ bừng như trái anh đào. Bexa xa ơn cắn vào vành tay cô, nghịch ngợm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vì như vậy anh mới có thể nói chuyện với em nhiều hơn. Để được nghe giọng nói quý giá của Hong Hi Chu, anh. Anh dừng lại một chút, thở dài, cuối cùng hai người cũng nhận ra những gì họ đã làm vì một chiếc điện thoại. Em biết anh thất vọng thế nào không? Tưởng rằng em là người sau lưng chơi đùa với người khác. Anh nghĩ em sẽ bỏ rơi Hong Hi Chu, rồi đi chơi với số 406 sao? Cái gì? Anh cúi đầu, nhẹ nhàng xoa chán cô, nơi cô đang nhíu mày. Anh là vì muốn Hong Hi Chu nghe thấy, mà chẳng hề ngượng ngùng, nắm chặt lấy phần dưới của mình chỉ cần điện thoại của em có chút trễ thôi, anh sẽ rất lo lắng, sợ có chuyện gì xảy ra. Không ngờ anh lại như con chó Pavlov, chỉ đợi cuộc gọi từ số 406. Hong Hi Chu cuối cùng cũng hiểu được hành động mà trước đây cô đã đánh giá sai về anh. Những hành động mà cô cho là lừa dối tinh thần, hóa ra chỉ là sự gắn bó của anh dành cho cô. Sự ràng buộc ngọt ngào này làm tim cô đập nhanh hơn. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? em muốn làm gì thì làm. Câu hỏi khó khăn mà cô đưa ra lại bị anh phản hỏi lại. Đối với họ, những người phải rời khỏi quê hương, cuộc sống tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt với trạng thái được bảo vệ như trước. Trong tình hình hỗn loạn của một đất nước xa lạ, những con người vô tội phải chết đi, sống trong cảnh treo lơ lửng trên vách đá. Dù vậy, dù ở đâu, anh cũng sẽ ở bên em. Người đàn ông khẽ nhíu mày rồi đột một túm lấy gáy Hong Hi Chu, hôn cô. Trong hơi thở gấp gáp, chiếc lưỡi nóng bỏng và mềm mại quấn lấy nhau. Môi và răng gắn chặt, mũi chạm vào nhau. Phần trên cơ thể của cả hai cũng di chuyển lên xuống theo tiếng rên rỉ, hơi thở của họ mọt ngào và dính lấy nhau. Lúc này, môi ướt của họ rời nhau ra, người đàn ông đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta về Hàn Quốc đi." "Á, cái gì?" anh không muốn để em sống cả đời lang thang đừng sống như đang chạy trốn vì anh cũng đừng nghĩ sẽ phải chịu đựng nữa vậy nên chúng ta về nước đi cô chỉ ngạc nhiên trong một giây lấy anh nhé hi chu anh phải lấy lại vị trí của mình âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ hòng hi chu gần như không thể nghe thấy nữa tuy vậy cô vẫn lao về phía anh ôm chặt lấy cổ anh Người đàn ông dễ dàng tiếp nhận trọng lượng cơ thể của cô, rồi cười lên. Không ai có thể phân biệt được ai là người cười trước. Tiếng chăn gối trong đêm tĩnh lặng vang lên rõ ràng. Hong Hi Chu vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc này, hoàn toàn trao mình cho anh. Vậy là, họ lại một lần nữa chìm đắm vào thời gian không thể rời giường. Ngoại chuyện 3 Bùm 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 Trong lúc vợ chồng đang lười biếng cuộn mình trong chăn, họ bị đánh thức bởi tiếng động lớn bất ngờ. Bùm bùm, giữa đêm khuya, có người đang thô bạo gõ cửa. Hi Chu bất giác dùng mình một cái, còn Bách Sa ơn, Bai Si thì lầm bầm chửi thầm một tiếng, rồi nhìn về phía không khí trong phòng với ánh mắt giận dữ. Anh vội vàng lấy chiếc quần thể thao treo trên tay ghế, thậm chí không mặc cả quần lót, liền nhanh chóng mặc vào rồi bước ra ngoài. Đại ca mau giúp đỡ tình hình không ổn, Đợi. Ngay khi anh ra ngoài, cơn gió lạnh lập tức ùa vào bên cạnh chiếc giường trống không. Hi Chu đoán được tình hình, vội vàng nhặt những bộ đồ rơi dưới đất lên mặc vào. Lúc này, Bách Sa ơn nghe thấy một giọng nói quen thuộc và lại quay trở lại phòng ngủ. Em mặc ngược đồ rồi. Anh nắm lấy tay Hi Chu, giúp cô chỉnh lại quần áo. Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã như đang thúc giục Bách ơn nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh hi chu không khỏi lo lắng liếc nhanh ra cửa anh không định ra ngoài xem sao không sao đâu làm sao mà không sao được hi chu bĩu môi được rồi đừng vội vàng mặc đồ như vậy nữa a à, em nhìn xem giống như sắp chạy chân trần ra ban công ấy anh không thích vậy anh sẽ không giấu em đâu anh nắm chặt mặt hi chu nhẹ nhàng vuốt ve má cô từ từ thôi, bác Sa-ơn nói rồi bước ra ngoài, trong khi những người quân đội đang bận mở cửa sổ để thông gió. Quả thật là hành động buồn cười. Giữa đêm khuya, xông vào nhà của cặp vợ chồng tái ngộ, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Bác Sa-ơn yên lặng khoanh tay. Trong lúc các anh bận rộn như vậy, sao lại đến đây? Bác Sa-ơn đã trở thành mục tiêu của quân nổi dậy, không thể quay lại nơi công cộng, chỉ có thể ẩn mình trong nhà an toàn trong suốt 6 tháng qua, với tư cách là đại diện đàm phán của quân nổi dậy, những thông tin anh có chắc chắn đã được truyền giao cho người đứng đầu hội đồng trước mắt, nhưng tại sao họ lại đến tìm anh, thật khó hiểu. Anh định trốn đến khi nào? Ngôn ngữ ký hiệu của người đứng đầu hội đồng được truyền đạt qua thông dịch viên. bexa xa ơn ngồi lười biếng trên ghế đáp lại, theo thỏa thuận, xin hãy bảo vệ tôi cho đến khi tôi ra nước ngoài. Khi các phóng viên quốc tế rút lui, tôi sẽ cùng vợ tôi đến anh. Ừm, người đứng đầu hội đồng vuốt cằm, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng. Bét xa ơn nheo mắt lại. Các anh chỉ đến để hỏi kế hoạch của tôi, làm phiền tôi giữa đêm khuya sao? Có chút vấn đề. Một tiếng thở dài nặng nề, khuôn mặt bét xa ơn hơi vặn vẹo. Nhân viên công ty thương mại đóng tại gần đã bị bắt cóc. Chính phủ Hàn Quốc đang liên hệ với chúng ta. Rồi sao? Bác xa ơn đeo mặt nạ lạnh lùng, không lộ cảm xúc. Chuyện này rất kỳ lạ. Hàn Quốc nói họ sẽ cử một nhà ngoại giao và đặc vụ của Nis đến người đứng đầu hội đồng nắm chặt môi, nhìn anh. Tại sao lại đột ngột mất liên lạc và con đường dẫn đến nơi xảy ra vụ bắt cóc lại bị phong tỏa? Nhân tiện, không phải tôi làm đâu, đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Bác xa ơn dường như đã chuẩn bị sẵn, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Mặc dù vậy, sự sắc lạnh trong ánh mắt vẫn không thể che giấu ánh mắt anh thoáng dừng lại ở cánh cửa phòng của hi chu rồi lại quay đi vì tôi có lý do phải trở về hàn quốc tôi định làm cho chính phủ hàn quốc nợ tôi một ân huệ quả là một con rắn độc vì tôi sắp kết hôn rồi người đứng đầu hội đồng nhìn vào nụ cười mưu mô trên môi bét xa ơn ánh mắt anh ta liền chuyển đi như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu chỉ trong những tình huống rất đặc biệt, công tố viên mới có quyền đăng ký khai sinh cho người trưởng thành. Để có được đặc quyền này, Sa ơn dự định sẽ giao dịch với chính phủ Hàn Quốc và sự kiện bắt cóc lần này chính là một cơ hội tuyệt vời. Nếu chỉ có mình anh, dù có phải lang thang ở đâu trên thế giới cũng không sao, nhưng nhìn Hi Chu mấy ngày nay ốm yếu, anh đã thay đổi quyết định. Hi Chu nên có một cuộc sống bình yên, ở nơi cô quen thuộc trong môi trường mà cô đã thích nghi. Dù phải đối diện với những điều bần thỉu mà anh đã từng bỏ lại, anh cũng phải đưa cô trở về Hàn Quốc. Tin nóng xác nhận danh tính nhân viên công ty thương mại. Quân nổi dậy bắt cóc người Hàn, trong nước đang vô cùng căng thẳng. Ngành thương mại, tin bắt cóc đã được xác nhận, cần phải có kế hoạch ứng phó. Hi Chu vừa lướt xem tin tức trên mạng, sắc mặt ngày càng trở nên căng thẳng nhìn vào những tin tức cập nhật liên tục, cô dường như đã hiểu được những gì bé Sa ơn đang làm. Hiện tại, Hy đang được bảo vệ bởi vệ sĩ giả danh phóng viên của BBC, thay thế cho Baek Sa ơn đã hai ngày không về. Cô chỉ có thể chờ đợi, tình thế khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực, thậm chí ban đầu cô không thể nuốt nổi nước. Thật sự phải về Hàn Quốc sao? Đã có giấy tờ giả là người đã chết, còn phải sống ở đó sao? Những lời anh nói cuối cùng cũng khiến cô cảm nhận được sự nặng nề của thực tế. Hi Chu, giọng nói quen thuộc khiến sự lo lắng trên mặt cô biến mất trong chớp mắt. Lần nữa đến thăm trung tâm chăm sóc trẻ em, Hi Chu nhìn thấy người giám đốc đang chạy tới, cô mỉm cười rạng rỡ. Nhân lúc anh ấy không có ở đây, tôi cũng sẽ hành động. Vậy là cô quyết định dọn dẹp cuộc sống ở Argon. Giám đốc, cô vẫn khỏe chứ? Có bị thương không? Hi Chu đến đây để tạm biệt giám đốc và các đứa trẻ mà cô đã phải chia tay đột ngột. Đằng sau, cô là vệ sĩ của công ty chuyên cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin, do Beck Sa ơn và các phóng viên quốc tế sáng lập. Hi Chu, em đi đâu vậy? Trông em gầy đi nhiều. À, Hi Chu không dám ngẩng đầu lên, cơ thể cô vẫn đau nhức khắp nơi. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa nắn vùng cổ đỏ ửng. Những kẻ đó đã bắt nạt em sao? Cái gì? những kẻ nổi dậy đó không cho em ăn, bắt em làm việc đúng không? Không, không phải đâu. Sao lại không phải, chắc họ bắt em làm việc suốt ngày đêm mà không nghỉ. Vì không hoàn toàn sai, Hi Chu chỉ vung tay một cách vô nghĩa. Sau đó, cô nhìn các đứa trẻ đang chơi đùa trong sân và lên tiếng. Lúc này, cô cảm thấy sự vắng mặt của anh đặc biệt sắc nét. Cây lạnh lùng và dịu dàng chỉ dành cho cô ấy. Chứ cảm giác mà cô vô cùng nhớ nhung và khát khao, khiến mũi cô không khỏi cay cay. "Giám đốc, em nghĩ em sẽ phải về." "Hả? Hà, về Hàn Quốc?" Giám đốc hít vào một hơi. "Lẽ nào đã tìm thấy anh ấy?" Giám đốc biết mục đích của Hy Chu khi bay đến Gần. Mỗi lần hỏi tin tức về người đàn ông phương Đông đẹp trai đó, thấy Hy Chu buồn bã, giám đốc luôn cảm thấy thương xót. Giọng của cô ấy thậm chí có chút run rẩy em đã tìm thấy vị hôn phu rồi. Hi Chu mỉm cười nhẹ, cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể nói ra câu này. Tìm thấy rồi, dù giọng nói nhỏ nhưng đầy sự tự tin. Giám đốc chỉ gật đầu, nắm chặt tay Hi Chu. Sau đó, Hi Chu ngồi xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu tạm biệt từng đứa trẻ. Có đứa khóc, có đứa ôm chặt lấy cô, không nỡ rời. Nhìn các đứa trẻ lại vui vẻ chạy chơi trong sân, cô không khỏi mỉm cười tuy nhiên tiếng động của động cơ ô tô đột ngột cắt đứt khoảnh khắc đó một chiếc xe jeep dừng lại trước cổng cô nhi viện cửa xe mở ra ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi chân dài trái tim hi chu đã bắt đầu đập mạnh ánh mắt lạnh lùng ấy dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh chỉ nhắm thẳng vào hi chu cô rất rõ cái nhìn lạnh lùng ấy sẽ trở nên nóng bỏng và mãnh liệt như thế nào cảm giác dưới bụng cô lại đau nhói cảm giác này thật quen thuộc Trời ơi, là anh ấy. Lúc đó, giám đốc đứng bên cạnh lập tức nhận ra người đàn ông là. Trời ạ, à, Hi Chu, quả thật em có con mắt nhìn người khác thương. Cô che miệng lại, tự nói một mình. Hi Chu không thể chờ đợi thêm nữa. Cô muốn biết anh đã giải quyết xong mọi chuyện chưa. Liệu anh có bị thương không? Nhìn thấy anh, gót chân cô đã tự động nhấc lên. Từ xa, ánh mắt giao nhau hi chu vừa định chạy tới thì một quả bóng cũ lăn đến chân anh ánh mắt ấy chỉ chăm chú nhìn vào hi chu ngay lập tức cúi xuống nhìn quả bóng một cô bé có vẻ bẩn thỉu nhưng ánh mắt dịu dàng cô bé gọi lại một chút dưới hình ảnh lạnh lùng của bác xa ơn hi chu định phá vỡ tình huống ngượng ngùng này bằng một nụ cười nhưng đột nhiên bác xa ơn một tay bế cô bé lên không chỉ có hi chu mà cả cô bé bất ngờ bị bế lên cũng mở to mắt. Bét xa ơn dù hơi nhíu mày nhưng hành động bế cô bé lên lại rất thuần thục. Cái miệng nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp. Mặt trời lặn, người đàn ông bế cô bé và mỉm cười. Hi Chu đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, bước chân dừng lại, cô ngây ra nhìn anh, ngay cả những lời định nói cũng quên mất. Bởi vì cách anh đối xử với cô bé, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc ừm lúc đó vệ sĩ đi theo anh cũng phát ra một tiếng thở dài lạ lùng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn